Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị. Hôm nay thì em có một chiếc xe Kona sản xuất năm 2018 màu xanh bản 2.0 đặc biệt, biển số Sài Gòn. Chiếc xe này thì em đã gửi đến mọi người một clip xe mộc mạc nguyên bản từ cái lúc mà xe mới ra. Hôm nay sau khi dọn dẹp đánh bóng phủ ceramic đẹp rồi thì em gửi đến mọi người một cái clip hoàn chỉnh hơn về chiếc xe màu xanh ạ. Màu này thì chỉ bán cho các anh chị nào hợp màu và thích màu xanh nữa. Đó, xanh coban. Hôm trước thì em gửi đến mọi người một cái clip xe mộc mạc nguyên bản từ A đến Z luôn. Hôm nay thì gửi lại mọi người một cái clip rõ ràng hơn về chiếc xe. Sau khi dọn dẹp thì rất là sạch. Đó, mới, nội ngoại thất ổn. Đó, rất là mới ạ. Kona, một trong số những chiếc xe mà bán chạy nhất và những dòng xe chủ đạo của Hyundai Motor Show. Rất là mới, màu xanh, rất hợp với các anh chị nào mà mệnh thủy hoặc là đang đi tìm màu xanh này. Xa lắm anh ạ, ở phố Hàm Nghi thì anh phải anh quay lại vòng xuyến này, rẽ tay phải đi qua bến xe Mỹ Đình, đi khoảng tầm mấy đèn đỏ nữa mới đến phố Hàm Nghi, cách đây khoảng tầm 3-4 cây ạ. Vâng, anh quay lại đèn xanh đèn đỏ này, anh quay lại đến vòng xuyến anh rẽ phải. Xin lỗi mọi người một chút, có một anh hỏi được không? Em đã cho dọn dẹp nội thất rồi nhá. Chiếc xe này rất là mới, lốp sơ cua thì chưa hạ. Nhỏ gọn, đi trong phố rất là tiện lợi, đời cao. Một chiếc xe đời cao mà vẫn là một chiếc SUV cỡ nhỏ, SUV cỡ nhỏ. Crossover thì chuẩn hơn, nhưng mà em cứ gọi nó là SUV đi, vì nhiều người là cứ nghĩ là gầm cao nó là SUV. Đó, ghế rất đẹp ạ. Chạy 37.000 km bản 2.0. Đó, để đổ start top, rồi thì gạt mưa auto, đèn auto, cảnh báo điểm mù chân cương và vô vàn những cái option khác của chiếc xe. Clip này thì em xin quay ngắn một chút để cho mọi người biết được là chiếc xe của em đã cho dọn dẹp xong xuôi rồi nhé. Nếu như mọi người muốn xem clip mộc thì có thể qua kênh YouTube này của em, bấm vào kênh, đăng ký kênh của em để xem được clip mộc ạ. Cách đây mấy ngày thôi, sau khi mà em cho đi dọn dẹp đánh bóng phủ ceramic spa lại thì em đã cho mọi người xem lại clip rồi. Chiếc xe này thì em xin nhắc lại, giá 660 triệu một chiếc Kona sản xuất 2018 màu xanh. Biển số Sài Gòn em cho rút hồ sơ rồi, chạy 37.000 km. Bên em vẫn hỗ trợ vay 70% và bao check hãng, test hãng toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị. Cam kết về mặt chất lượng xe không đâm va, không có nước, máy móc nguyên bản. Anh chị có thể check ở bất kỳ nơi nào anh chị yêu cầu. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Chi tiết mọi người có thể liên hệ trực tiếp của em qua Zalo hoặc Facebook với tên cá nhân là Song Thảo, hoặc số điện thoại em đang để trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nếu như các bác chưa đăng ký kênh của em nhé. Xin cảm ơn ạ.